chào các em nhỏ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài cá rất đặc biệt đó là cá nemo cá nemo còn gọi là cá hề không chỉ có ngoại hình dễ thương mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cách chúng sống và tương tác trong môi trường đại dương hãy cùng nhau khám phá về cá nemo nhé cá nemo thường có màu cam sáng với ba sọc trắng chia đều trên thân và đầu hình dáng của chúng nhỏ nhắn và đáng yêu với đôi mắt lớn và vây cá đặc trưng chúng thường hay lắc lư khi bơi khiến cho người xem có cảm giác thích thú cùng với màu sắc và vẻ đẹp rất riêng và lạ của cá tạo nên hơn nữa dáng điệu đó gợi nhớ đến một con chó vô cùng hạnh phúc khi nó ra đón bạn về nhà một trong những điểm đặc biệt của cá nemo là mối quan hệ đối tác độc đáo với các loài san hô cá nemo thích ẩn náu trong các khe đá hoặc mê cung của dạn san hô chúng thường sinh sống ở các vùng nước ấm và có sự che phủ từ các cấu trúc san hô cá hề thường tận dụng các tầng của hải quỳ để đẻ trứng vào đó cá hề là động vật ăn tạp ăn cả thực vật và động vật những món khoái khẩu của cá hề là tảo phù du sâu các loại động vật giáp sát nhỏ để bắt mồi chú cá hề bơi vào dạng san hô nơi chúng có thể thu hút được những con cá lớn hơn bị đốt bởi các xúc tu của hải quỳ hải quỳ sẽ ăn những con cá lớn và chừa phần còn lại cho cá hề. Cá hề có khả năng đánh hơi những chiếc lá rơi xuống từ khu rừng trên đảo, gần dạn san hô nhà của mình. Vì vậy, dù có đi xa đến đâu, cá hề vẫn có thể tìm đường trở về nhà. Cá Nemo có tính cách hòa nhã và thân thiện. Chúng thường sống thành từng cặp hoặc nhóm nhỏ trong một khu vực nhất định của dạng san hô. Tất cả cá hề đều là dòng cá lưỡng tính khi sinh ra tất cả các con cá hề đều là cá đực chúng có khả năng thay đổi sinh lý thành con cái khi tới mùa sinh sản con cái thường to hơn và con đực sẽ là kẻ bảo vệ lãnh thổ cho chúng khi phát hiện ra có kẻ nhòm ngó lãnh thổ hoặc bạn đời của mình cá hề sẽ đập hai hàm vào nhau tạo ra tiếng lách cách liên tục giống như tiếng con người lập cập răng khi bị rét nếu quần thể cá hề sống chung thành nhóm nhỏ với nhau thì thường có một con cái lớn nhất đầu đàn. Con cá lớn thứ hai trong đàn là con đực và sẽ biến đổi thành cái một khi con đầu đàn chết. Còn lại trong đàn là những con cá đực nhỏ hơn. Tùy theo loài, cá hề có thể đẻ tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả trứng. Con đực bảo vệ trứng cho đến khi chúng nở khoảng 6 đến 10 ngày sau đó tình trạng bảo tồn của cá nemo đang gặp nguy cơ do mất môi trường sống tự nhiên ô nhiễm và việc bắt cá không bền vững việc bảo tồn và bảo vệ dạng san hô là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của loài cá này vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cá nemo một loài cá nổi tiếng và đáng yêu dưới đại dương hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới đa dạng của động vật hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới